Tết cái này Tết. Một cái như này thì ở quê thì nhiều mà. Cái châu ạ. Ơ thằng kia phải quay đầu mà ngó tao vào vô tư ra vô tư thì có ba mấy. Quay đầu à? Để bác à. Cái điểm này càng mỗi loại này thì hòa bình đây. Mấy tôi còn mấy cân bánh nhân. Cái này là cái gì ạ? Đây là phi điệp. Đây này, bánh nhân vừa làm thế này. Vừa làm thế này, ăn thử đi. Bây giờ đi thăm xưởng bánh nhãn Hải Hậu. Bánh nhãn Hải Hậu, bánh nhãn Việt Lý. Bánh nhãn Việt Lý cơ sở toàn gạo nếp, những thứ tuyệt vời, tuyệt ngon. Mới khi đến tận xưởng nào. Đây là mới khi được đến tận xưởng bánh nhãn Nam Định nha. Rất là ngon, mới luôn. Nó nhanh đấy, còn nóng nóng rồi chi chưa. Tuyệt vời. Ngon lắm. Rất là ngon. Ngon và thơm. Nên là bác Tài chở anh em đi. Hôm nay đi vào đây chơi này. Có chứ. Nguyên mùi trứng, nguyên mùi. Cái này là khuôn ạ. Cái này là khuôn. Vâng. Khuôn bánh nhãn này. Rất là sạch sẽ và vệ sinh nhá. Ủa cái này là để làm gì? Dạ. Cái này để làm gì? Máy nó khuôn này. Máy khuôn. Như nhau này. Viên chắc cái viên như này hả? Đúng rồi. Ô hay nhỉ. Từ cái máy này làm nó xoa thế này. Như à, tay mình này. Thế là máy này là xoa tròn này nữa. Ngon luôn. Dạ. Ăn là 100 này nhỉ, bánh nóng này. Có lại 500 đi. Ừ đây này. Đấy. 100. Đây là 100. 100 nghìn một cân nữa. Cân 4 túi nhá. Vâng. Ngon đấy. Rất ngon luôn. Cho 5 cân. Rất còn nóng nguyên luôn. Nhà uống nước đi rồi là chỉ đóng luôn này, đóng này. Đây, anh đi nhà nào nữa? Đây, ngon. Để quay luôn. Hôm nay trong nhà bác trưởng cơ sở Việt Lý. Sau khi thăm lan này bây giờ. Ôi, bác có cái sập đẹp lắm. Ui, bác có cái sập đẹp thế. Cái sập sập này lâu chưa bác? Cái sập này bao lâu rồi ạ? Ôi, nhưng mà quan trọng là cái chạm trổ tinh chế. Làm chai rất tinh chế hơn. Trung Quốc làm sao làm được cái này? Thì xoa gì đi Trung Quốc về cái gì cũng xoa mấy Trung Quốc ấy. Rất là nét luôn. Bộ này tớ cũng được đấy. Quá đẹp luôn. Không, bộ này là bộ vũ chắc không được đấy. Sập này có cụ. Sập này. Đây đúng là sập cụ của tủ tre đấy. To tiền. Xưa thì xưa. Kể cả vũ chắc mà làm được cái sập này to tiền thì chưa cần phải nói này. Cái tủ tre đấy mà. Đây là tủ tre đấy. Đây, chứ phải là sập tủ tre đây. Đúng rồi, cổ đấy. Nhưng mà xưa này, nó làm cái đúng dáng cổ hơn. Bác cánh đẹp. Em đồng trẻ này. Coi mặt em này. Mà chú quay làm gì? Mầm đồng thì cũng có. Mầm đồng có nhưng cất đi. Chú gọi ở dưới này nhiều đồ làm ở riêng. Riêng Hải Hậu thì nhiều cái còn nhé. Con gì? Sập đây nếu mà có sập có cái thì tỷ hơn tỷ. Tỷ tiền tỷ bình thường. Bây giờ tao sập nếu mà sập cổ ở đây như cái thằng ấy nó chơi thì nghe này. Đúng rồi, là một cái sao này là một gì bác? Đồng hồ mình đấy, thực tùy đấy. Đúng rồi. Máy 36 này cũng là đồ cổ đấy, không phải là ô đồ này. Khác không hoàn sang bằng đồng hồ đấy, tặng cái nhà thờ cho mấy người. Trông như cái kia trông như thế mà nó chỉ bằng một phần.